Như các bạn đã biết á, là vợ chồng mình á, là đang ăn chay, và chắc chắn là vợ chồng mình cũng sẽ nuôi bé Đậu ăn chay hoàn toàn. Thì bé Đậu của nhà mình hiện tại bây giờ đang là 9 tháng tuổi và bé ăn theo phương pháp ăn dặm tự chủ. Thì cái việc mà chế biến những cái bữa ăn gia đình á, mà nó phù hợp và cho vợ chồng mình là những người tập luyện thể thao, và phù hợp cho con gái của mình đang trong giai đoạn là ăn dặm, thì đó là một cái việc mà tốn rất là nhiều cái thời gian suy nghĩ của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người một cái món ăn mà phù hợp cho tất cả mọi thành viên trong gia đình. Để làm được cái món này á, thì mình cần những cái nguyên liệu như sau. Thứ nhất là khuyên nòa. Khuyên nòa thì mình mua, loại này mình mua ở trong siêu thị An Nam nè. Khuyên nòa là một trong những thực phẩm mà chứa rất là nhiều protein. Thứ hai là đậu lăng. Đậu lăng này mình cũng mua ở trong An Nam luôn. Thì 100g đậu lăng á, là có 26g protein lận các bạn. Rất là nhiều protein trong cái món này ha. Thứ ba là hạt điều. Đây mình cần khoảng một chén nhỏ hạt điều thôi. Cái này là khoảng tầm 50g nè. Bông cải xanh mình mua về cắt gốc rửa sạch nha các bạn. Để riêng ra đây lát nữa mình sẽ hấp. Mình cần 2 quả bí ngòi, một ít ngò rí. Đầu tiên là mình sẽ nấu khuyên nòa. Khuyên nòa thì nấu rất là dễ. Mình chỉ việc cho nước và nấu thôi. Khuyên nòa là nấu cực kỳ dễ luôn á. Nấu khoảng 15 phút sau là nó nở ra hết à. Và đậu lăng cũng vậy. Mình cũng sẽ nấu đậu lăng nha. Mình cho đậu lăng vô trong đây nè. Cho nước vào rồi bắt lên nấu chín. Trong cái khoảng thời gian mà đợi đậu lăng chín thì mình sẽ bào cái bí ngòi này ra nha các bạn. Cái khay bào này mình mua trong siêu thị chỉ có 20 mấy ngàn thôi à. Đây, mình sẽ bào ra như thế này. Bí ngòi sau khi mà đã bào xong rồi á, thì mình sẽ cho vô đây một ít muối. Trộn đều lên và để nghỉ khoảng tầm 15 phút. Xong rồi sau đó mình sẽ vắt bỏ bớt cái phần nước của nó đi. Đậu lăng sau khi mà nấu chín xong thì mình sẽ cho vô trong cái máy xay thực phẩm để xay. Mình sẽ cho vô đây 2 tép tỏi. Mình sẽ cho vô đây một ít lá húng quế. Và hạt tiêu. Mình sẽ cắt vào trong này một ít ngò nha các bạn. Sau đó chúng ta sẽ bắt cái này thành từng bánh nhỏ và bỏ lên trên chảo rán. Mình sẽ mở lửa thật là nhỏ nha các bạn, ở mức 3 hoặc là mức 4 là được rồi. Và rán không có dầu. Vì bé Đậu nhà mình còn rất là nhỏ nên là mình chưa có cho bé làm quen với việc ăn dầu mỡ. Nên là mình sẽ rán những cái món này không có dầu. Cải xanh chúng ta sẽ hấp. Okay, công đoạn cuối cùng là mình sẽ làm sốt hạt điều. Mình sẽ ngâm với nước ấm nha các bạn. Cho vào trong máy xay nè. Mình sẽ bỏ vào đây một vài tép tỏi.
rồi một ít chanh. Vậy là chúng ta vừa mới hoàn thành xong cái món bánh bí ngòi đậu lăng. Riêng cái phần ăn của bé đậu thì mình không có cho thêm sốt, bởi vì trong cái sốt này nó có một chút xíu muối từ trong cái muối tỏi á, nên là trong khoảng thời gian hiện tại thì mình chưa có muốn bé đậu làm quen với gia vị. Có thể là một vài tháng tới thì mình bắt đầu nêm nếm gia vị vô trong cái đồ ăn của em. Vậy là thế là xong rồi. Chúng ta vừa mới có được một cái bữa ăn tối đầy đủ dinh dưỡng, nhiều protein mà tất cả mọi thành viên trong gia đình đều có thể ăn được. Nếu như mà bạn nào có thực hiện cái món này á, thì nhớ hãy quay video hoặc là chụp hình lại và tag mình ở trên kênh Instagram của mình nha. Nếu các bạn có bất kỳ một cái câu hỏi nào thì hãy comment ở phía dưới và mình sẽ trả lời. Và đừng quên subscribe kênh YouTube của mình để mình có thêm động lực tạo thêm nhiều video nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.